Hello, xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Mình tiếp tục like ngay dịp lễ mấy anh em nhân công mời lại nhà chơi nghỉ lễ đãi mình coi nào. Mấy anh em nhân công làm việc rất là giỏi. Đấy, lễ ngồi mời anh Lợi tới nhà gọi là đãi cây nhà lá dừa đó, ngon chưa, hồi bén luôn đó. À, đây là Phong ở Hồ, rất là giỏi nha. À, hai vợ chồng có hai đứa con, cuộc sống giản dị. Các bạn thấy ở quê nhà cuộc sống của người dân mình không, những người mà lao động phổ thông người ta sống rất là giản dị chứ các bạn. À, chứ không có phải quá cầu kỳ hay là giống như là một số những thành phần mà lên mạng cứ sống ảo, người ta sống rất là thật. Cuộc sống của họ chỉ vậy thôi, họ lao động và sống bằng mồ hôi nước mắt và đôi chân của họ, chứ không phải ngồi đó trời ơi ông chính phủ ông phải làm này cho tôi, ông phải làm cái kia cho tôi. À, tại sao tôi nghèo, tại sao tôi khổ, thế này thế nọ. À, thì ngó qua bên trời Tây, thì ngó qua bên nước Mỹ, ngay bắt đầu mấy thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, đám diệt tân, đám cờ chó cờ vàng ở hải ngoại, mấy cái đám ngụy nô rồi mấy cái thằng như Trương Quốc Huy khùng khùng điên điên dở hơi biết bơi rồi lên mạng bắt đầu. Ở bên Mỹ người thằng nghèo nhất cũng ăn tôm hùm ấy đây hết nọ, toàn là đồ mà hết đáp không, nó thảy cho ăn ăn xong rồi cười hiếp mắt, rồi vài bữa le lưỡi ra bắt đầu đủ thứ bệnh tật hết. Các bạn thấy sống ở quê nhà người ta ăn uống ngày càng cái dân trí và sự hiểu biết của người dân, cây nhà lá vườn họ họ ăn uống rất là kỹ lưỡng, đâu có ai mà lăn đùng mà chết đâu. Mà trong khi đó ở nước Mỹ các bạn biết họ ăn uống ngộ độc thực phẩm kinh hồn luôn á. Rồi có nhiều người tại họ sống mơ hồ hoặc ảo, đọc truyền thông tin tức Mỹ các bạn sẽ thấy biết bao nhiêu những cái hệ lụy về thức ăn thực phẩm đồ bệnh tật đồ khủng khiếp lắm. Tôi nói chị bạn, ngay cả vấn đề ung thư ở Mỹ một năm vậy nó chết 600-700 ngàn người. Các bạn biết hồi năm 2020 á là cái thống kê nó chết 900, hơn 900 ngàn người, những cái bệnh tật ung thư á, tại đồ ăn của nó toàn là đông lạnh quá chất không à. Các bạn thấy cái dân Mỹ, còn ở Việt Nam mình ha, những cái rau cải đồ cây thuốc không anh chị các bạn thấy vậy ngon ghê chưa. Cháo vịt hồi nào giờ tôi mới ăn cái món mà cháo vịt nấu đậu xanh nha cái em này đãi cái món này rất là lạ, nói ngon lắm mình cũng mới biết, cháo vịt nấu đậu xanh các bạn coi tép nè, nè ghẹ nè bà rọi nè, vịt xiêm nấu cháo đậu xanh nè. Ồ hết nói luôn cái nè chè đẹp ơi, nó ngon ơi là ngon, chưa có nhậu mà bạn thấy 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 mà là hao mòi rồi đó. Các bạn thấy ở quê nhà cái ở hải ngoại nhiều người họ sống ảo lắm anh chị các bạn ơi, tại mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lập kênh rồi như làm là cho thằng thằng chưa thằng gì Benny Trương đồ Tân Thái đồ, tụi nó mục đích nó câu view câu like nó kiếm ăn thôi, chứ chẳng có thằng nào mà yêu nước thương dân gì đâu. Ngồi đó mà nghe nó rồi mơ tưởng rồi bắt đầu nhìn những cái tiêu cực của Việt Nam, bắt đầu xuyên tạc chống phá, chứ cái nước Mỹ của nó tôi nói tin tức truyền thông nó đăng tải hàng ngày hàng giờ hàng phút, mở tivi truyền thông Mỹ lên mà coi, mà tụi nó có đủ cái kiến thức để đặng mà theo dõi hay tìm hiểu đâu. Tới khi mà luật pháp Mỹ mà nó sờ gái cái nào nấy nung như cày sấy vậy đó các bạn biết.
còn là cái lũ khốn cách áo ôm khôn nhà dạy chợ thôi. 30 tháng 4 thì ngồi đó bắt đầu ôm hận khóc lóc. Thực ra thì nó cũng nó giả tạo thôi, các bạn thấy tụi nó cũng chỉ giả tạo thôi để đặng mà nó lừa những bà con kiều bào hải ngoại đang quyên góp cho tụi nó, chứ chẳng có gì cả. Những người mà chống cộng, cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam mình ở hải ngoại, tôi nói thấy cái đám đó là thấy rầu. Bắt đầu thấy tụi nó là tôi thấy giống như là cận thế sắp tới thì nó làm ghê lắm kìa. Nó treo đầu dê bán thịt chó, nó cắt bên này nó xén bên kia, cho nên có nhiều đứa ở trong nước lên mạng cái nó bị mấy tụi đó trang cái bánh vẽ bị ảo, giống như cái con bá dơ mà Lương Hoàng Anh các bạn thấy nó bị sống ảo. Để quê nhà cũng vậy thôi, cuộc sống thôi. Mình chuẩn bị nhập tiệc lên chưa các bạn? Bye 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 bye. Hello bạn. Anh em lễ lộc nghỉ lễ. Chào chú ạ. Thì cảm ơn nhà. Dạ. Nhà có đang không?